Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri xã Mai Sơn và Khánh Thiện, huyện Lục Yên. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 15, triển khai kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Trong phần thời sự quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham gia cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai cùng đối thủ của Đảng Dân Chủ vào tuần tới dù vẫn đang mắc COVID-19. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ thăm thủ đô Baku của Azerbaijan trong bối cảnh xung đột quân sự tại Nagorno-Karabakh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. 9 tháng năm 2020, các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã bám sát chương trình công tác, chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó đã tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động 190 và kết luận 528 của Tỉnh ủy. Tham mưu lãnh đạo chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Ngành xây dựng Đảng của tỉnh cũng đã tham mưu thực hiện các nghị quyết nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên sát với tình hình thực tiễn của tỉnh. Tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong 9 tháng toàn tỉnh đã kết nạp được 661 đảng viên mới. Tại hội nghị, lãnh đạo các ban và cơ quan xây dựng Đảng của tỉnh đã chia sẻ về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các ban và cơ quan xây dựng Đảng cần rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát kiện toàn lại các chức danh nhiệm vụ của các ban và cơ quan xây dựng Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẩn trương tham mưu việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, phối hợp tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu trình Thường trực Tỉnh ủy về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Liên đoàn lao động tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Ngày 7 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái gồm đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri xã Mai Sơn và Khánh Thiện, huyện Lục Yên. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, cử tri các xã Mai Sơn và Khánh Thiện, huyện Lục Yên đã bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong những năm qua, đã dành sự quan tâm, đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giúp đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, cử tri cũng đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn liên xã, phục vụ nhu cầu giao lưu đi lại của nhân dân. Quan tâm hỗ trợ thúc đẩy phát triển du lịch kết nối giữa các xã, các vùng trên địa bàn huyện lân cận, nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông, hệ thống điện lưới đường dây 0,4 kV ở các thôn bản, đầu tư xây dựng trạm y tế xã, triển khai các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, và sớm giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư sau sắp xếp, quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận tình cảm mà cử tri dành cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và cuộc sống của nhân dân. Đồng chí Dương Văn Thống khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quốc hội, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế theo vùng, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đồng chí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống đề nghị cấp ủy chính quyền và người dân xã Mai Sơn và Khánh Thiện cần xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, xóa đói giảm nghèo. Những ý kiến kiến nghị còn lại của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp trình kỳ họp Quốc hội sắp tới. Ngày 7 tháng 10, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị lần thứ 12, khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 15, triển các kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã bầu kiện toàn, bổ sung Ban chấp hành, Ban thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Với sự nhất trí cao, hội nghị đã bầu đồng chí Triệu Bích Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Yên Bái tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Tập trung xây dựng văn kiện đại hội gồm báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021. Các tham luận tại đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự, dự kiến đại hội phụ nữ cấp cơ sở sẽ diễn ra từ tháng 1 đến hết tháng 4 năm 2021. Đại hội đại biểu cấp huyện và tương đương bắt đầu từ quý 2 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021. Đại hội cấp tỉnh phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp, tạo không khí thi đua phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và hội viên trong toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo với Cục Chính trị Hải quân, thời gian qua Ban tuyên giáo tỉnh ủy và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tăng cường nhiều giải pháp để công tác tuyên truyền về biển đảo đạt kết quả cao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Từ tháng 3 năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và Tỉnh ủy Yên Bái đã ký kết và triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo. Với vai trò là hai cơ quan thường trực thực hiện chương trình phối hợp, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã tích cực chủ động triển khai các hoạt động thiết thực để công tác tuyên truyền về biển đảo trên các phương tiện truyền thông đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thu được kết quả cao, có ý nghĩa tích cực, đúng với chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước. Cùng với phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa từ khi thực hiện chương trình phối hợp, các báo cáo viên của Cục Chính trị Hải quân đã phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tuyên truyền biển đảo cho gần 1.000 cán bộ lãnh đạo, các sở ban ngành, báo cáo viên của tỉnh Yên Bái và gần 2.000 sinh viên, học sinh các trường trên địa bàn tỉnh. Cục Chính trị Hải quân đã phối hợp thăm tặng nhiều phần quà có giá trị cho các gia đình chính sách của tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, năm 2020, tỉnh Yên Bái cũng đã trao tặng xuồng CQ-01 cho bộ đội Trường Sa là món quà ý nghĩa thể hiện tình cảm trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với bộ đội Trường Sa. Từ đầu năm 2019, tỉnh Yên Bái đã ký kết chương trình phối hợp với Đảng ủy Quân chủng Hải quân và tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ trực tiếp cho Ban tuyên giáo tỉnh ủy xây dựng kế hoạch phối hợp với Cục Chính trị Hải quân để tuyên truyền về tình hình biển đảo và chủ quyền biển đảo trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là một việc làm hết sức quan trọng và có ý nghĩa trong tình hình hiện nay. Mục đích chung là đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong tình hình hiện nay. Thứ hai là tăng cường cái mối quan hệ giữa các cơ quan, ban ngành và các địa phương của tỉnh Yên Bái với các cơ quan của Cục Chính trị Hải quân và đặc biệt là của Bộ Tư lệnh Hải quân, tăng cường tình đoàn kết giữa hai đơn vị nhằm làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền
về biển đảo và chủ trương đến với chủ trương của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân. Thông qua tuyên truyền, các hoạt động tuyên truyền về biển đảo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tạo được cái sự thống nhất về nhận thức và tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về biển đảo và vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo trong năm 2019, Báo Hải quân Việt Nam đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động tuyên truyền với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, đặc biệt phối hợp thông tin về biển đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Từ khi thực hiện chương trình phối hợp, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng các chuyên đề chuyên mục về biển đảo quê hương, đồng thời khai thác phát sóng các tin bài, phim tài liệu, phóng sự tài liệu, các chương trình ca nhạc về chủ đề biển đảo. Phối hợp với Cục Chính trị Hải quân, cử nhiều lượt phóng viên tác nghiệp tại các quần đảo, các vùng biển trong cả nước để có tư liệu thực tế viết tin bài, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền biển đảo trên các kênh sóng của đài. Trong công tác tuyên truyền về biển đảo thì chúng tôi rất là vinh dự và tự hào khi cuối năm 2019, đầu năm 2020, chúng tôi được đặt chân đến đảo Cồn Cỏ Quảng Trị và đảo Lý Sơn Quảng Ngãi. Thì đây là một chuyến đi thật sự là rất nhiều ý nghĩa và giàu cảm xúc đối với anh em phóng viên chúng tôi. Bởi vì qua chuyến đi này thì chúng tôi cảm nhận được cái sự khó khăn vất vả của cán bộ, chiến sĩ cũng như là bà con ngư dân mình ngày đêm bám biển, bám đảo, khó khăn vất vả như nào. Nhưng vượt lên tất cả là họ vẫn bám trụ vùng trời vùng biển để khẳng định chủ quyền biển đảo chúng ta. Thì qua đây thì chúng tôi cũng nhận thức sâu sắc hơn là cái công tác tuyên truyền về biển đảo quê hương là có vai trò rất là quan trọng để giáo dục các thế hệ trẻ là chúng ta phải bảo vệ vùng trời vùng biển của chúng ta. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã thực hiện và phát sóng trên 400 tin phóng sự, phỏng vấn, tổ chức sản xuất 80 chuyên mục điểm báo và thời sự quốc tế có nội dung liên quan đến tuyên truyền biển đảo. Nội dung tuyên truyền về biển đảo được các phòng chuyên môn của đài xây dựng kịch bản chi tiết, gần gũi với người dân, đặc biệt đã được biên dịch ra tiếng Mông, Thái, Giao, phát sóng trong các chương trình phát thanh tiếng dân tộc, kịp thời truyền tải đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Được cử đi tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa gần một tháng, đã giúp cho nhà báo Hoàng Hà và phóng viên Xuân Quỳnh cho ra đời 15 tập ký sự gây nhiều xúc động với khán thính giả khi kể về những khó khăn vất vả của các cán bộ chiến sĩ cũng như cuộc sống của người dân trên đảo. Nói về Trường Sa thì nhà thơ Hữu Thỉnh đã từng nói là đảo nhỏ quá chỉ một câu là hết. Vâng, Trường Sa thì nhỏ thật. Thế nhưng đảo tuy nhỏ nhưng lại có để lại cho tôi rất nhiều những xúc cảm rất là ấn tượng ngay từ khi đặt chân lên đảo. Và bây giờ đây đã gần một năm trôi qua kể từ cái chuyến công tác ở đảo Trường Sa. Ở những hình ảnh và về mảnh đất, con người, cán bộ chiến sĩ ở đấy luôn đọng lại cho tôi rất là nhiều xúc cảm. Trong chuyến công tác tại đảo Trường Sa tôi đã viết được 15 tập ký truyền hình. 15 tập ký này là 15 những lát cắt về cuộc sống trên đảo, về người chiến sĩ, về vẻ đẹp của biển đảo quê hương. Và qua những tập ký của mình, tôi muốn gửi tới công chúng của tỉnh Yên Bái về một Trường Sa rất là đẹp, một Trường Sa rất là hiên ngang, một Trường Sa vẫn còn nhiều những khó khăn vất vả, nhưng một Trường Sa vẫn luôn mang bóng hình của Tổ quốc. Thời gian qua, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về biển đảo trên địa bàn tỉnh Yên Bái được đa dạng hóa bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng, trong đó đã phát huy lợi thế của các phương tiện truyền thông hiện đại có sức lan tỏa, kết hợp với công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên theo hướng tập trung hướng về cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đầu năm đến nay, báo Yên Bái Thời sự và báo Yên Bái Vùng Cao đã đăng tải gần 760 tin, bài, ảnh. Báo Yên Bái Điện tử khai thác gần 1.500 tin, bài, ảnh tuyên truyền về biển đảo. Công tác trao đổi thư báo giữa báo Yên Bái và báo Hải quân được duy trì thường xuyên liên tục. Đến nay, báo Hải quân đã gửi trao đổi 36 kỳ báo. Báo Yên Bái đã gửi 198 kỳ. Nổi bật là loạt ký sự Tổ quốc nhìn từ biển của phóng viên Tô Anh Hải, báo Yên Bái đã đạt giải B, giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2020. Giải C, cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020. Từ tháng 3 năm 2019, thì nhiệm vụ tuyên truyền biển đảo đã đẩy lên một bước. Theo đó, thì Ban biên tập báo Yên Bái đã chỉ đạo chúng tôi là mở các chuyên mục
trên ấn phẩm báo in thường kỳ, báo in Yên Bái vùng cao, mở chuyên trang trên Yên Bái điện tử, chuyên trang biển đảo quê hương trên báo điện tử, đồng thời đưa các nội dung tuyên truyền trên các ấn phẩm lên các trang fanpage của báo Yên Bái để tăng sự lan tỏa. Và để duy trì tuyên truyền thì bước đầu chúng tôi khai thác các thông tin từ các báo chính thống như là báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, báo Hải quân Việt Nam và các báo đảng địa phương vùng duyên hải. Qua đó thì chúng tôi đã phản ánh khá tốt cái hoạt động phối hợp của tỉnh Yên Bái với đại án đảng quân chủng hải quân, tuyên truyền về chủ trương đường lối của đảng và nhà nước về biển đảo, về lãnh thổ, rồi tuyên truyền về hoạt động của quân và dân ta trong cái việc bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển. Năm 2020, công tác tuyên truyền của tỉnh Yên Bái diễn ra trong bối cảnh vừa có những thuận lợi đan xen với không ít khó khăn. Tình hình thiên tai, bão lũ và sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Ban tuyên giáo tỉnh ủy luôn chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng dư luận xã hội. Đặc biệt, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng, duy trì đều đặn các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển đảo với nhiều nội dung, hoạt động thực tiễn phong phú và ý nghĩa, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về biển đảo, vai trò vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã xác định là tiếp tục thực hiện tốt các công tác phối hợp tuyên truyền với Cục Chính trị Hải quân, tập trung tăng cường thực hiện hiệu quả các kế hoạch và chương trình phối hợp đã ký kết giữa hai đơn vị, trong đó chú trọng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí rồi các binh chủng tuyên truyền trên địa bàn để tiếp tục làm tốt hơn nữa, đưa nhiều tin bài hơn nữa về tình hình biển đảo và chính sách của địa phương với lại tiền tuyến. Cái như vậy. Thứ hai là tiếp tục phối hợp giữa hai đơn vị trong quá trình triển khai cung cấp thông tin tuyên truyền về biển đảo và các hoạt động thực tiễn, duy trì các việc sơ kết tổng kết công tác phối hợp giữa hai cơ quan và làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng để động viên các đơn vị đã tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền. Thứ ba là tăng cường sự lãnh đạo của các chỉ đạo của các cấp ủy đảng địa phương trên địa bàn tỉnh. Đấy, chú trọng chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về biển đảo và chính sách hậu phương quân đội trong tình hình hiện nay. Nhờ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về biển đảo đã góp phần cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, đặc biệt góp phần đẩy mạnh, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn kết trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân, cũng như các cơ quan truyền thông của tỉnh và Cục Chính trị Hải quân. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, hướng tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Những ngày này, không khí thi đua lao động sản xuất diễn ra sôi nổi khắp các địa phương trên địa bàn huyện Yên Bình, nhằm thực hiện nhiệm vụ kép về phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 190 và từng bước hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tế cuộc sống. Những năm qua, thị trấn Thác Bà luôn là một trong những địa phương hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách của huyện Yên Bình. Phát huy kết quả đó, năm 2020, thị trấn Thác Bà đã chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh về các thủ tục pháp lý, được vay vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để mở rộng sản xuất. Nhờ đó mà hầu hết các hộ kinh doanh trên địa bàn đều thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Đến thời điểm này, thị trấn Thác Bà đã thu ngân sách được 1,4 tỷ đồng, đạt 131,2% kế hoạch huyện giao đầu năm và bằng 117,2% nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị trấn đề ra. Đối với thu ngân sách thì quan trọng nhất là cái sự công tác dân vận và đến người mà kinh doanh. Nếu mà chúng ta làm công tác dân vận không tốt thì cái người kinh doanh họ sẽ không hiểu được về cái việc mà phải làm nghĩa vụ đối với nhà nước. Và sau khi mà chúng ta phân tích được cái nghĩa vụ đối với nhà nước xong thì người dân sẽ đồng thuận và người ta sẽ là nộp thuế theo đúng cái quy định của nhà nước. Năm 2020, cùng với việc hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tế cuộc sống, xã Đại Minh còn phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội, xây dựng triển khai chương trình hành động với các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết. Tiếp tục chỉ đạo khuyến khích người dân phát triển sản xuất theo hướng phát huy sản phẩm chủ lực của địa phương, trong đó tập trung nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm bưởi Đại Minh để được công nhận sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 4 sao. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo rất là sát sao theo đúng cái chương trình kế hoạch đặt ra để về phát triển kinh tế là mũi nhọn là tập trung vào cây bưởi và để phát triển trong thời gian tới. Ngoài ra thì sẽ kết hợp với nuôi trồng, nuôi gà, nuôi lợn để bảo đảm các mô hình là bảo đảm hiệu quả và cũng bắt đầu vào đàn để khắc phục cái việc mà dịch tả châu Phi vừa rồi cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến đầu đàn lợn, thì chúng tôi cũng đã vận động người dân đi đến từng hộ để vận động để tiếp tục vào đàn để bảo đảm là số lượng về lợn sẽ không bị giảm về cuối năm, cũng như là các gia súc lớn thì chúng tôi cũng đang có những dự án của hội nông dân để hỗ trợ người dân bảo đảm là sẽ hoàn thành đúng theo cái kế hoạch đề ra. Cùng với phát triển kinh tế, xã Đại Minh còn phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thực hiện các công trình phần việc chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái hướng tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, như thực hiện được gần 10 km đường điện thắp sáng làng quê, trồng mới và chăm sóc các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Ngoài những công việc trong gia đình, chị em đều tổ chức là phát cỏ, rồi là ươm cây giống, rồi là cùng nhau trồng, rồi chăm sóc. Thì một tháng là bình quân là cũng phải là 1-2 buổi trồng cấy và nhổ cỏ, 2-3 buổi để tạo dựng lên một con đường cho nó vừa đẹp và thôn quê mà lại vừa thư giãn cho cuộc sống của mọi người nông thôn chúng tôi. Còn tại xã Hán Đà, những ngày này không khí thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 diễn ra sôi nổi. Các thôn đã thực hiện được trên 12 km đường điện thắp sáng làng quê, bê tông hóa hơn 1 km đường giao thông nông thôn, ra quân chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, vệ sinh môi trường. Cùng với đó, người dân đã biết phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tích cực đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Gia đình chúng tôi cũng tập trung vào phát triển vườn cây và đặc biệt là chăn nuôi vườn gia súc gia cầm, thế và để cũng là để cho cái đời sống ngày một nâng cao và bà con nhân dân cũng từ đó mà để học tập. Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, tiến tới Đại hội 13 của Đảng, huyện Yên Bình đã phát động phong trào thi đua đặc biệt, đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đi vào cuộc sống, đồng thời đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái. Công trình đường nối nhà máy xi măng Yên Bình đến cảng Hương Lý là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Với tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thiện đưa vào sử dụng, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt đi lại và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nhân dân. Cụ thể hóa chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã đề ra 40 chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2020 theo hướng phấn đấu cao, trong đó có 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế, 4 chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. Đến hết tháng 9 năm 2020, trong số 40 chỉ tiêu đề ra, có 17 chỉ tiêu đạt từ 90% trở lên, 9 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch. Một số chỉ tiêu vượt cao như kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, tổng đàn gia súc chính, trồng rừng và khai thác gỗ rừng trồng. Với mục tiêu đến hết tháng 11 hoàn thành toàn diện 40 chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, huyện Yên Bình tiếp tục tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì trong thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Rà soát toàn bộ các cái chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm 2020, trên cơ sở đó là thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu này và quyết tâm là hoàn thành toàn diện các cái chỉ tiêu theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp,
nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nội dung trong đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng những việc làm cụ thể, huyện Yên Bình ra sức thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, tạo tiền đề thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ 23, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới, giàu mạnh, văn minh vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 11, học sinh cấp trung học cơ sở, trung học thông có thể sử dụng điện thoại trong giờ học nếu được giáo viên cho phép. Đây là thay đổi đáng chú ý trong thông tư 32 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thông tư này hiện đang gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì có nhiều người lo ngại sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của học sinh và cũng đặt thêm trách nhiệm quản lý lên vai giáo viên. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái hiện có trên 840 học sinh với 22 lớp. Hiện số lượng học sinh trong một lớp là khoảng 42 đến 45 học sinh. Với số lượng học sinh đông, ý thức của các em học sinh cũng khác nhau. Vì vậy, để kiểm soát học sinh sử dụng điện thoại trong lớp là điều lo lắng của giáo viên. Nếu như học sinh mà có ý thức tốt thì cái này tôi nghĩ rằng nó là vấn đề bình thường. Nhưng mà đa số học sinh bây giờ, học sinh ý thức là cái vấn đề sử dụng điện thoại là chưa tốt. Có thể là trong giờ học các em có thể bỏ mục đích ra là chơi trò chơi đi, các trò chơi ở trên máy chẳng hạn. Nhưng nếu giả sử chúng tôi mà bắt gặp học sinh là các em làm gì, và các em sẽ trả lời là các em đang tra cứu. Trong khi đó, nhiều học sinh cũng cho rằng không nên sử dụng điện thoại trong lớp, hoặc nếu có thì phải sử dụng đúng mục đích và được kiểm soát chặt chẽ. Nếu như mà chăm chỉ học tập thì sẽ dành hết cho việc học. Còn một số bạn thì vẫn còn thích thú vui chơi thì thường sử dụng điện thoại để chơi các trò chơi game và không chú ý lắm trong việc học tập. Nhưng mà ở trường cháu thì các thầy cô chưa cho phép sử dụng điện thoại trong giờ học. Hiện nội dung này ở trên lớp thì chúng tôi thấy rằng là có những khó khăn nhất định. Thứ nhất là về việc quản lý của giáo viên. Thực sự mỗi một thầy cô ở trên lớp phải có những cái sáng tạo nhất định, có những cái cách quản lý học sinh để làm sao đảm bảo mỗi một học sinh sử dụng điện thoại trên lớp là các em sử dụng vào mục đích học tập chứ không sử dụng vào mục đích khác. Đấy là vấn đề khó khăn của giáo viên. Và theo tôi nữa là cái điều quan trọng hơn cả là ý thức của học sinh. Chúng ta phải làm sao để tất cả học sinh phải nhận thức rõ ràng là em sử dụng điện thoại và mục đích học tập ở trên lớp, chứ còn bản thân em đó không được phép sử dụng điện thoại và mục đích khác trong giờ học. Còn trường Trung học thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên có trên 1.000 học sinh ở 24 lớp. Nhiều giáo viên cho rằng việc cho học sinh được sử dụng điện thoại trong giờ học là một chủ trương lợi ít hại nhiều, bởi các em rất dễ nghiện điện thoại, nếu không kiểm soát tốt sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy. Một số em sẽ lợi dụng một cái việc đó là sẽ để quay cóp, sao chép tài liệu mà không chịu suy nghĩ sáng tạo trong việc học. Theo quan điểm của cá nhân thì việc sử dụng cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ là không lên. Không chỉ các thầy cô giáo mà rất nhiều phụ huynh cũng bày tỏ băn khoăn bởi họ lo ngại việc sử dụng điện thoại trên lớp sẽ ảnh hưởng đến việc học của con. Không nhất thiết là bộ môn nào cũng dùng điện thoại. Là một, hai là lớp học rất là đông thì cô giáo cũng không thể quản lý được hết bằng đấy em. Có thể em sẽ dùng việc riêng. Nên theo ý kiến của tôi thì sẽ phải quản lý thật chặt chẽ. Thông tư số 32 của Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Trong giờ học, trước những vấn đề chưa biết, chưa hiểu, thay vì tập trung suy nghĩ thì các em lập tức tra cứu thông tin trên mạng. Điều đó khiến các em lười tư duy và trở nên thụ động. Không thể phủ nhận điện thoại thông minh là nơi cung cấp kho tàng kiến thức thông qua kết nối Internet. Ngoài ra, chiếc điện thoại là phương tiện để duy trì mối liên hệ giữa phụ huynh và học sinh. Có điện thoại, phụ huynh bớt lo lắng về những bất trắc ngoài xã hội. Tuy nhiên, điện thoại thông minh cũng mang đến một số nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, khả năng tiếp thu của học sinh như nguy cơ nghiện game, sa đà vào nội dung xấu trên mạng xã hội, giảm giao tiếp với thế giới xung quanh. Nếu như học sinh ý thức không tốt mà sử dụng không đúng mục đích thì nó sẽ kéo theo rất nhiều những cái hệ lụy mà chúng tôi rất băn khoăn. Thế tuy nhiên thì là thông tư đã ban hành và có hiệu lực từ 1/11 rồi. Cho nên là quan điểm chúng tôi thì là sẽ cố gắng là sử dụng
cho học sinh sử dụng ở một trường mực nhất định và yêu cầu các thầy cô giáo là quản lý tốt để phục vụ cho học sinh tra cứu các thông tin hoặc là sử dụng các cái phần mềm trong dạy và học. Thì còn lại thì cơ bản là vẫn hạn chế. Đánh giá về quy định mới này, đại diện các nhà trường cho rằng đây là một quy định mở, tạo điều kiện cho nhà trường và giáo viên có thêm công cụ hỗ trợ quá trình dạy học. Song để triển khai thực hiện thì cần có những hướng dẫn cụ thể nhằm đạt được hiệu quả tích cực và hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực.